Ban chỉ đạo hè phường Trần Thành Ngọ vừa tổ chức tổng kết hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2022. Năm 2022, trọng tâm hoạt động hè phường Trần Thành Ngọ hướng vào việc giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu nhi về truyền thống quê hương đất nước, rèn luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi và tham gia đảm bảo an sinh xã hội. Đoàn thanh niên phường tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh, thắp nến tri ân tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường và nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Sơn, tặng 5 suất quà trị giá gần 3 triệu đồng cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn, đồng thời tổ chức xóa quảng cáo giao vặt trái phép, tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống đuối nước, phòng chống ma túy tác hại của rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, tìm hiểu luật an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho thanh thiếu nhi. Ban chỉ đạo hè và các ngành đoàn thể phường tặng 66 suất quà, 16 sổ tiết kiệm tổng trị giá gần 23 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, Phòng Văn hóa Thông tin, đơn vị phụ trách hè phường Trần Thành Ngọ tặng 5 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ủy ban nhân dân phường tặng giấy khen và khen thưởng 8 học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022.